tay này. Sao vậy? Con cá nó đang ở trong, con bắt nó chết làm sao? Hai cái tay này không được phá đồ của người lớn nghe chưa? Nhớ không? Thôi ba, ba đưa giật con mà đừng cứ quánh con hoài. Ba đóng con mời ba. Rồi ba biết rồi, để ba về ba tính. Rồi. Thưa bà nội nè. Thưa bà nội. Ừ. Rồi, Nan ở đây chơi với bà nội mấy ngày nha. Ba đi công tác rồi ba về nha con. Dạ, bye bye. Dạ, con đi cẩn thận nha con. Dạ. Mỗi ngày về nhớ điện thoại cho con nha. Dạ. Rồi, về mẹ con đi nè. Đây mẹ ra đóng cửa nha. Dạ. Ba. Ba. Lan, trời đất ơi, sao con vẽ tùm lum vậy? Thay quần áo đi ăn cơm nè, quần áo ướt hết trơn à. Mà... Ủa hai con cá bà nội đâu? Nó ở đâu? Ngoài. Cái tay này, sao vậy? Con cá nó đang ở trong, con bắt nó chết làm sao? Coi kìa, quần áo ướt hết trơn, bà nội dặn sao? Bà nội xuống lấy cơm cho ăn, không có được phá nữa nghe nha. Quá. Sao nãy giờ bà nội nói để bà nội đi chợ gì rồi con ở nhà con học bài mà sao con ngồi con chơi game vậy? Hai con cá nữa đâu? Hai con cá nó hứa xuống chuồng đi cổng rồi. Cái gì? Con thả nó xuống cống chi vậy? Cống nước dơ làm sao nó sống? Tại sao bà nội dặn hoài rồi hai con cá này không có được phá đâu, cái tay nào dọc đồ của người lớn đâu? Bà nội đã nói cấm không được phá hai con cá này. Bà nội đánh cho con biết con chừa nha, hai cái tay này không có được phá đồ của người lớn nghe chưa? Nhớ không? Quá đi hả? Ngồi đó, bà nội xuống nấu cơm. Ba biết rồi, để ba về ba tính. Con có chuyện này con muốn hỏi mẹ nè. Chuyện gì? Như mẹ không có thương Đô Na anh phải không? Con nói gì vậy? Con nói với con là bà nội đánh nó hoài, mà đánh nó vì những cái lý do rất là nhỏ nhặt. Ví dụ như là nó lỡ tay, nó vẽ lên tường, hoặc là nó lỡ làm mất hai con cá của mẹ. Chuyện nó rất là bình thường luôn á. Tự nhiên à, cái tường thì nó vẽ lên tường thì mình sửa lại. Không, mất hai con cá thì mình mua lại. Nó không có cái gì hết á. Mà tự nhiên mẹ đi đánh cháu của mẹ, mẹ cảm thấy cái chuyện đó nó làm sao? Nó về nó nói với con á, mẹ không có thương nó, bây giờ con biết trả lời sao luôn. Nó không muốn qua đây luôn nè. Nó kêu từ nay sắp tới nó không muốn gặp mẹ nữa. Bây giờ mẹ thấy con khó xử không? Thì ra là vì tin lời của con mà con hôm nay con qua đây con chất vấn mẹ đúng không? Mà mẹ chỉ nói là đây là mẹ dạy cháu phải biết xin lỗi, phải biết cảm ơn. Đó là hai điều quan trọng nhất phải dạy con, phải dạy với con trẻ. Nó không biết cảm ơn người khác những điều người khác làm cho nó, nó cũng không biết nhận lỗi của nó, thì sau này nó sẽ không trở thành người chân thật được. Nói ít chắc con hiểu nhiều. Nói tóm lại là mẹ không thấy mẹ sai hả? Thôi được rồi, nếu hôm nay con cứ việc nghe lời của con và phủ quyết là mẹ sai thì mẹ không có chuyện để nói với con nữa. Không phải, mẹ sai đây là mẹ không dạy con được như vậy để con biết con dạy con của con á. Tại sao vậy? Ngồi xuống đây đi. Trời ơi, bữa giờ á, con có trích camera ở nhà mình mà con biết hết chuyện xảy ra á. Nhưng mà con để coi nó nói cái gì, cũng nói chuyện với nó rồi. Lần sau á, mà còn hỗn hào, còn quậy phá không nghe lời bà nữa đó, chính tay của bà sẽ phét vô mông con, chứ không phải vậy. Bây giờ con vẫn chơi với mẹ.
Giỡn chơi. Ai cho phép con giỡn chơi vậy thì con cũng tính cà rỡn vậy. Lần này về nó dạy cho nó vô khuôn phép đàng hoàng đó. Thôi, tối nay có gì để con dẫn Luna qua kêu mình xin lỗi mình nha. Mà đừng có giận con, giận cháu nữa nha. Rồi, mơ mình nhiều nha.